Tùy bút 30, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm nên má là người đầu tiên mở ngày 30 Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực không mà hôm đó cả nhà đều phải làm công chuyện tối mắt tối mũi. Đến nỗi nhắc tới Tết là thấy chữ 30 chình ình, choáng chợt cả ký ức. Đó là ngày duy nhất trong năm cả nhà sum họp mà không sum họp, ai nấy túi bụi với chuyện của mình. Cánh đàn ông con trai, nói cánh cho ham vậy chứ chỉ có hai người chứ mấy. Cánh này quan trọng, lãnh phần dọn dẹp, lau chùi, làm đẹp nhà. Nào là quét mạng nhện trên trần, lau cửa kính, tủ bàn, kỳ cọ mấy cái lư đồng, đem phơi nắng, mệt vờ. Lúc dọn dẹp, bày biện bàn thờ thì mùi chiên xào dưới bếp bay lên trời. Lại phải bỏ ngang công việc đang làm dở, chuẩn bị mâm bàn cúng rước ông bà, xế chiều rồi chứ giỡn. Cúng kiến xong, cánh đàn ông tiếp tục chuyển sang đánh trận ngoài sân, còn má vẫn hì hụi trong bếp, vừa trông chừng nồi thịt kho, vừa làm thịt nguội, sau lưng má củ cải với dưa leo đang chờ tới phiên mình trở thành món dưa chua. Tết của má dài thăm thẳm, phải kể từ hôm tác đìa bắt cá làm mắm xẻ khô, cá còn phơi trên mấy giàn bông bụp, má bắt tay vào làm củ kiệu. Hồi chỉ còn nhỏ, má lãnh luôn phần làm mứt, nướng bánh kẹp, bánh bông lan. Chị lớn, chị giành lấy, nói để chị làm, nên cả ngày 30 tụi nhỏ không thấy chị liếc, chị rầy, bởi chị cũng cắm đầu làm mứt, nào là mứt chùm ruột, mứt gừng, không biết ai ăn cho hết nó mà ôm đờm, vừa ngào chảo mứt, vừa chạy ra coi mớ mứt tắt, phơi ngoài sân không biết có kiến bò lên hay không. Cái dáng chị khum khum, tay đấm lia lịa vào lưng, than mỏi quá chừng nhưng vẻ mặt thì tươi rối ngây ngất, giống hệt cả nhà, miệng kêu cực mà hớn hở, như thể ngày cuối năm này không có việc gì làm mới là niềm đau khổ lớn. Tụi con nít nó cũng bận lắm, chạy đi chạy lại, lấy giùm ba cây bàn chải, chặt giùm má mấy trái dừa. Ê, coi chừng mấy con chó chạy giỡn làm đổ mớ mứt đang phơi. Chạy đi mua cho má mấy bịch muối, cho đầy hũ nhỏ ơi. Trên đường chạy đầu này đầu nọ, tụi con nít không quên thò đầu vô tủ vuốt ve mấy bộ đồ mới, ứa nước miếng, trông mau tới chiều để mặc chúng. Nên có khi má kêu hai ba lần mới chịu đi làm, bịu xịu cào nhào trong bụng. Không biết ông trời sinh ra 30 Tết làm chi, công chuyện quá trời quá đất. Mà việc nào cũng quan trọng khủng khiếp, không thể để đến ngày mai. Tuyệt nhiên chẳng ai chần chừ để làm sau, cứ như là không còn ngày mai nữa. Cả nhà làm cho bằng hết việc, đến xanh mặt mướt mồ hôi, như ai đó đuổi đằng sau, như làm bây giờ để mai mốt không động tay vào bất cứ một việc gì nữa. Tụi con nít buồn cười, vì cử kiêng lắm thì chỉ thảnh thơi được ngày mùng 1, bữa sau ba má cũng ra vườn tưới rau, chị nhất định phải rửa chén, giặt đồ, anh thì đến cơ quan, mọi người trở lại với công việc thường ngày của mình, 30 cũng đâu có thay đổi được gì mà làm muốn nín thở. Tụi nhỏ không biết, thật sự của Tết là bữa 30 này, khi tụi nhỏ mặc bộ đồ mới đi khoe dài dài trong xóm, khi ba và anh tắm táp xong ra hàng ba ngơ ngẩn ngắm hoa sao nhái đốt lửa vàng run rẩy trước sân, khi má nhốt than trong những bếp lửa tàn, khi chị đứng chải tóc trước gương, thì Tết đã chớm hết, mùng 1, mùng 2 là Tết phai, mùng 3, mùng 4 là Tết tàn. Tụi nhỏ không biết, mãi về sau, khi lớn lên, trong ký ức Tết ấu thơ, những ngày mùng rất nhạt, đơn điệu, chỉ chơi và chơi, nhưng bữa 30 luôn sống động, lung linh những mồ hôi, những nụ cười, những khoan khoái và tất cả những ngọt ngào.